Sau này lớn lên, mình nhất định sẽ trở thành một giáo viên hóa học để có thể truyền tải kiến thức cho mọi người. Ồ, nghe tuyệt đấy. Còn mình sẽ trở thành cảnh sát để có thể bảo vệ người thân và những người xung quanh mình. Hey, tại sao ai cũng có ước mơ riêng của họ, còn mình vẫn cứ mãi mông lung thế nhỉ? Khoan đã, chẳng phải mình cũng thích chụp ảnh và những thứ liên quan đến đồ họa sao? Tại sao mình không thử đăng ký ngành học liên quan nhỉ? Thật tuyệt vời khi được làm công việc mình thích.